toàn thể quý vị thân thương đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và đêm hôm nay cũng xin cảm ơn siêu thị Điện Máy Nội Thất Chợ Lớn đã đồng hành cùng với chương trình. Như mọi đêm thứ bảy khác, chúng tôi cũng sẽ như vậy, cũng mang tới nhiều câu hỏi, nhiều tiếng cười và nhiều niềm vui cho quý vị. Mỗi cuối tuần chúng ta có thời gian ngồi bên nhau với gia đình, đó là một cái điều mà cũng đơn giản thôi, nhưng mà không phải là, thưa quý vị, là gia đình nào cũng có được khoảng thời gian quý báu đó. Thế nên là mong quý vị hãy cùng gia đình, cùng chúng tôi sẽ đến với những câu hỏi, đến những vị khách mời, mang lại nhiều cái niềm vui. Chúng ta sống ở cuộc đời này phải có niềm vui. Dạ, phải có niềm vui. Em thấy là chương trình Nhanh Như Chớp thì nhiều câu hỏi, nó đa dạng, rất là đa dạng. Và hôm nay thì cũng là có người đa dạng luôn. Có người đa dạng. Ngày hôm nay khách mời là nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều lĩnh vực khác nhau. Ca sĩ có. Dạ. Nhạc sĩ có. Dạ. Và có kể cả không phải chỉ riêng người Việt mà người nước ngoài luôn. Hôm nay có người nước ngoài luôn. Dạ, hôm nay có người nước ngoài luôn. Và kính thưa quý vị, đội đầu tiên của chúng tôi sẽ là Yongju, Mira Trầm và Lưu Hoàng. Xin mời. Xin chào gia đình mình. Dạ, em xin chào anh Trường Giang và chị Harry. Thì Mira Trần hoặc là Mira Trần đều là tên của bạn ấy. Còn Lưu Hoàng thì mọi người quá quen mặt rồi. Dạ. Còn bé Yongju thì có thấy trên mạng thôi. Oh. Thì hôm nay là lần đầu tiên thấy bé ở ngoài. Mình ưu tiên cho bé chào quý vị khán giả trước. Dạ, xin chào mọi người. Xin chào anh Trường Giang. Và xin chào chị Harry, idol của em. Em hơi hiểu chồng. Ủa mọi người ơi, người Hàn Quốc nó chỉ người Hàn Quốc mà không hiểu nhau. Bé Yongju ơi, là bé ở Việt Nam bao nhiêu năm rồi? Dạ, em sống ở đây 3 năm rưỡi rồi ạ. Mình là học tiếng Việt ở trung tâm hay là ở trường đại học? Dạ, em đã học ở Đại học xã hội Nhân Văn 6 tháng á. Giỏi. Chứ cỡ mình mà học 6 tháng tiếng Hàn ở trong trường quán xe Seoul á, rồi sau đó mình ra Seoul mình nói chuyện thì cũng không nói được đâu. Bây giờ em, nếu mà câu nào mà em cảm thấy khó quá thì em sẽ nói tiếng Hàn với chị để chị chỉ cho tiếng Việt. Được không chị? Chứ không lẽ chị nói không? Bây giờ là Mira Trần, thưa quý vị, một giọng hát rất là nội lực và được nhiều người yêu thương. Dạ, lời đầu tiên cho phép em Mira Trần xin gửi lời chào đến anh Giang, chị Harry rất là xinh đẹp, tất cả quý vị đang xem Nhanh Như Chớp và tại đây và trên truyền hình. Hello. Em cũng được làm việc với anh Giang cũng rất là nhiều lần, và đây cũng hình như là lần đầu tiên em gặp chị Harry. Đúng rồi, chị thật sự rất là xinh đẹp và em cũng rất là hâm mộ chương trình Nhanh Như Chớp. Mọi người có thể cổ vũ tinh thần cho em một chút xíu được không ạ? Em rất là hồi hộp. Bây giờ được á, là chị rất muốn nghe một cái đoạn của em hát được, tại vì chị lên trên mạng chị coi thì nhiều lắm nhưng mà chưa bao giờ nghe ở ngoài đời á, nên nó cũng đã kiểu như là trời ơi, một ngày nào đó mình có thể có một cái nhân dịp nào nghe trực tiếp được không ta. Ủa sao vậy anh? Ôi, mọi người lại nghe em hát giao lưu một đoạn. Đúng rồi, đúng rồi. Anh chưa thương em đến vậy đâu. Oh yeah, bài này hay á. Sướng anh hay em biết đâu là, biết đâu là thế gian này mà mình bên nhau, được yêu nhau, được hôn nhau và trao nhau trái tim đầm sâu. Sướng anh hay em biết đâu là, biết đâu một sớm mai khi mà cần bao lâu, chờ bao lâu, đợi bao lâu, tình trong nhau mãi thôi đậm sâu. Ôi. Còn bây giờ là trai đẹp Lưu Hoàng. Yeah. Thì hôm nay em đến đây với một tinh thần, nữa là thực sự thắng thua không quan trọng, bởi vì thực sự 2 năm vừa qua cũng là 2 năm em có rất là nhiều biến cố trong sự nghiệp của mình. Và thứ nhất là về sức khỏe, em bị căn bệnh liệt dây thần kinh số 7. Cho nên là em đã chững lại một thời gian hoạt động. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay đến với Nhanh Như Chớp thì em sẽ test lại coi những cái dây thần kinh còn lại coi nó còn ok không. Trời ơi, sợ quá.
hồi xưa giờ có test dây đàn rồi đó, lên dây test dây cho coi, test dây thần kinh nghe sợ ha. Chỉ còn sức khỏe là chúng ta sẽ có thể tiếp tục làm nhà. Sức khỏe là có tất cả. Rồi mời vào vị trí A. Kính thưa quý vị, đội B sẽ là Ngô Lan Hương, Hoàng Mỹ An và Long Non Lá. Xin mời. Ladies and gentlemen, thưa quý vị, ngày hôm nay là những người trẻ hát hay, xinh đẹp, tài năng. Thì mời Hương nào, mình có thể giới thiệu đầu tiên đi nào. Dạ vâng ạ. Em xin chào anh Trường Giang, chào chị Harry, chào tất cả các bạn khán giả và những khán giả đang xem truyền hình của Nhanh Như Chớp. Em tên là Ngô Lan Hương, hiện tại thì đang là một ca sĩ, nhạc sĩ sinh sống và hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một bạn mà Trường Giang đã từng làm việc chung rồi, rất là dễ thương. Còn Hoàng Mỹ An là ca sĩ, là dancer mà mọi người biết rồi đó, thì nhảy đẹp lắm. Dạ, em cảm ơn anh Trường Giang. Em xin chào anh Trường Giang, chị Harry Won, quý vị khán giả ở tại trường quay và quý vị đang xem Nhanh Như Chớp ạ. Sau chương trình The Masked Singer thì đây là game show mà em tham gia, nên là nó cũng có hơi hồi hộp, hơi run một chút. Thì bé An là một cái bạn nhảy rất là giỏi, hát hay nhảy giỏi. Thì anh nhảy với em luôn được không anh? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với lại ca sĩ, nhạc sĩ, rapper and doanh nhân tôm sú Long Non Lá. Con chào chú Giang với lại chị Harry cùng quý vị khán giả đang ở trường quay và đang xem chương trình ạ. À, thì bây giờ mình có thể tặng các anh chị một đoạn được không? Dạ dạ dạ, cho con xin phép tặng một cái bài mà con mới phát hành gần đây. Oh, tên là Thế Thế Thời Thời. Bông xanh bông lúa phù sa về đây bao đời qua, phương Nam nơi mình thương nhớ khi rời xa xa xa. Brrr, thế 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 cái thời thời, cái miệt phương Nam ta nói nó chất ngất chất đời đời. Nắng xê tới cái chiều tà, đi cày đi cấy việc người cho qua. Bra. Thì cảm ơn các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời vào vị trí B. Ladies and gentlemen, như mọi khi chúng ta dù đã biết nhưng cũng phải nói đôi điều về luật. Luật chơi như sau. Thì khi mà mình ngồi cái ghế này thì mình không được nói là tôi không biết hay là bỏ qua, phải buộc trả lời một cái đáp án gì đó cho bạn được. Rồi một khi lên, sau này mình trả lời đúng đáp án, sau rồi mình sai, mình thụt xuống, thì nó không có được cái gì hết. Mà mình trả lời liên tiếp đúng 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 á, cái đó mới là có giá trị. Mà người nào mà trả lời được 10 câu đáp án đúng là người đó sẽ nhận được 20 triệu. Và trong đội số phát sóng chỉ có một giải 20 triệu cho người đầu tiên mà thôi. Hôm nay em sẽ thắng nha. Ok, ok. Mình phải dùng luật hấp dẫn. Mình phải dùng luật hấp dẫn. Dòng Du thân mến, là hồi nãy giờ câu chuyện các anh chị nói ở đây mình hiểu hết không? Dạ em hiểu 99%. Bây giờ là cặp đầu tiên, hãy lựa chọn đi ạ. Long Nón Lá bên đây. Ba. Dạ Long. Cũng là Long luôn. Cũng là Long luôn. Lưu Hoàng. Xin hỏi bạn ai là người lên trước ạ? Lên trước thì ngồi ghế, lên sau thì vào phòng trong nghỉ ngơi. Ở trong chúng tôi có chuẩn bị thẳng phở tái, sữa hộp gà. Em đói bụng, em hơi đói. Rồi ok, để anh lên cao tốc Long Thành trước kia. Xin mời. Cố lên. Lưu Hoàng là người lần đầu tiên đến chứ còn bỡ ngỡ quý vị ạ. Đây, open the door. Trời ơi. Hồi xưa khi mình còn học ở trong trường là mình học giỏi môn gì nhất? Chắc là môn ngữ văn. Ví dụ như là hả, tả về một con mèo tả sao? Mỗi buổi sáng người thường đánh thức tôi trước khi đi học á, ngoài tiếng thánh thót của mẹ thì có một tiếng thánh thót khác vang lên nhưng không phải chim. Đó là con? Con mèo. Bạn mèo đó tên là? Chibu. Ở nhà em có mua một con mèo tên là Chibu thật. Thiệt hả? 2 phút dành cho Lưu Hoàng bắt đầu. Đây là câu đối thành ngữ rất dễ. Bán gì thường không ngẩng mặt lên trời?
bán gì thường không ngẩng mặt lên trời? Ai biết giơ tay ạ? À? Ai cũng biết. Bán đất. Ủa, cái này mình bên bất động sản hả? À, thành ngữ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đúng rồi. Quá giỏi anh ơi, gia đình tự hào vậy anh. Đây là câu mà nói về những ông bà người nông dân hồi xưa là làm lụng vất vả đến nỗi là lúc nào cũng phải vậy nè. Tại hồi xưa cái động tác mà cấy lúa và gặt lúa là luôn vậy. Người nông dân mình cực khổ lắm. Đây là một câu thành ngữ tiếp theo. Bán gì một nửa tin tưởng, một nửa nghi ngờ? Quá dễ. Bốn chữ. À, thành ngữ bán gì một nửa tin tưởng, một nửa nghi ngờ. Bán tính, bán nghi. Chính xác. À. Yeah, giỏi quá ta. Có thích thể thao không? Có, em có thích. Đó là môn gì? À, bóng bàn. Có thích bóng gì khác không? À, các thể loại bóng. Bóng rổ. Bóng đá. Đây là một câu đối chữ và phiên âm tiếng Anh. Cầu thủ châu Âu nào rất giỏi chơi khăm đối thủ? Châu Âu à, chơi khăm đối thủ có thể là... Trời ơi, gái biết luôn hả? Wow. Chơi khăm là... Beckham, yeah. David Beckham. Lên. À. Đây là câu thành ngữ. Thời xưa, phụ nữ nâng gì, sửa gì để giúp đỡ chồng? Nâng gì, sửa gì, em nghĩ là thành ngữ nâng khăn, sửa túi. Lên. Ôi, lên đến câu số 4 rồi kìa. Đây là một câu đố về cái phiên âm về chữ tiếng Anh giống như hồi nãy. Mai, một bạn tên là Mai là người nước ngoài rất đô con. Hỏi tên tiếng Anh của Mai là gì? Mai đô con à? Tên tiếng Anh của Mai là gì? Ai biết giơ tay? Trời ơi, giỏi vậy. Nói được không ạ? Đáp án là gì? Đáp án nói được không ạ? Nói được, nhưng mà không nên thôi. Michael. Rồi, kìa, người ta mới nói kìa. Michael. Xuống. Anh mới chưa? Anh kêu mà ai biểu nói, mình cùng đợi mình nhắc là không được công nhận. À. Mà tại vì tụi em quý anh, tụi em respect. Thôi quý anh chị. Chị mới vô mà, chị có biết gì đâu, anh kêu chị nói thì chị nói thôi. Trung Du nói là có nói được, có được nói không? Thì Trường Giang mới nói là gì? Nói thì được nhưng mà không nên. Mà Trung Du vẫn nói, dẫn xuống nha. Em không cứu được gia đình mình. Ca sĩ Mai Ra Trần cùng các ca sĩ khác thích la cà để làm gì? Tên một chương trình. À. Trời ơi, em mới xuống núi luôn. Vừa đi vừa hát hả? Vừa đi vừa khóc là phim. Thôi, em chịu rồi. Rồi, trả lời đại nhanh như chớp. Nhanh như chớp. Không, chính xác. La cà hát ca. La cà hát ca. Đây là một chương trình về âm nhạc. Câu tiếp theo, Sa là một bạn tên là Sa. Sa với tay lên xà nhà, lấy cọng xả, xuống xả sạch, nấu nước mát uống xả stress. Hỏi câu trên có bao nhiêu chữ S? Anh Giang cho em xin lại lần nữa. One more time. One more time, Giang, please. Tôi lo cho Harry câu này quá. Sa với tay lên xà nhà, lấy cọng xả, xuống xả sạch, nấu nước mát uống xả stress. Hỏi câu trên có bao nhiêu chữ S? Câu trên có 3 chữ S. Không, chính xác. Đáp án là 6 chữ S. Chữ xa là 1, chữ xả là 2, chữ sạch là 3. Em nghe xong em chỉ chết quá anh Giang ơi. Riêng chữ stress là có 3 chữ S. Rồi, cái này em chịu. Hiểu thua. Dạ. Đây là một câu hỏi khó. Tiệm chạp phô là tên gọi dân gian của cửa hàng bán gì? Tiệm chạp phô. Chạp phô là tên gọi dân gian của cửa hàng bán gì? Thực ra đây là một cái tên gọi của những người Hoa. Kể anh qua câu đi. Bán vàng mã. Bán vàng mã. Không, chính xác. Đây là tiệm tạp hóa. Trong lời bài hát À Lôi, rapper W2T biết chơi loại nhạc cụ gì? Lời bài hát. Thầy vì thích em nhiều quá em. À Lôi. Biết có câu à? Phải thuộc lời rồi, thôi em chịu. Chịu. Kèn, trả lời kèn, kèn. Kèn. Đáp án là guitar. Trang bảo em chơi đàn tính, còn anh thì gãy đàn guitar. Câu tiếp theo. Bánh gì vừa ăn vừa ngó trước ngó sau? Đối chữ. Bánh gì vừa ăn vừa ngó trước ngó sau? Bánh gì vừa ăn vừa ngó trước ngó sau? Bánh gì vừa ăn vừa ngó trước ngó sau? Bánh tráng. Một câu đối chữ. Bánh tráng. Không, chính xác.
trong câu hát Bầu Sang Phà Rạch Miễu. Hết giờ. Bánh gì ta? Bánh canh. Bánh canh. Như vậy là Lưu Hoàng, thưa quý vị thân mến, mang về 4 đáp án liên tiếp chính xác. Xin chúc mừng. Lưu Hoàng thì cũng mang về được 4 đáp án, cũng là con số được chúng ta gặp gỡ lại lòng non ló. Cố lên em ơi. Phô à, lên gặp chị Harry. Nhỏ nó bước đi không được luôn nè. Ý là, nãy giờ em ngồi lâu quá nó hơi tê. Let's go. Cố lên. Giờ em sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng. Ok. Kính thưa quý vị, lòng non lá đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Bắt đầu. Đố thành ngữ: bán gì thường không ngẩng mặt lên? Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chính xác. Rồi, thành ngữ tiếp: bán gì một nửa tin tưởng, một nửa nghi ngờ? Bán tính, bán nghi. Wow. Chính xác. Wow. Em ơi, em có giỏi về tiếng Anh không? Dạ, cũng xương xương thôi. Ok, ok. Đố chữ phiên âm tiếng Anh: cầu thủ châu Âu nào rất giỏi chơi khăm đối thủ? Beckham. Chính xác. Anh sợ đố cao hả? Đâu có đâu. Tạo nét á, nét kỳ lắm. Quay trở lại là thành ngữ: thời xưa phụ nữ nâng gì sửa gì để giúp đỡ chồng? Nâng khăn sữa túi. Lòng non lá. Rồi, lại là quay trở lại những gì mà liên quan tới tiếng Anh nha. Mai là người nước ngoài, rất đô con. Hỏi tên tiếng Anh của Mai là gì? Đố phiên âm tiếng Anh. Mai rất đô con. Mai Tyson. Đây là một câu đố chữ, cái đáp án phải liên quan tới chữ. Mai đô con mặt. Đố chữ phiên âm tiếng Anh giống như hồi nãy vậy đó. Michael. Michael là ai? Ví dụ như sò huyết nhỏ là bình thường không? Sò huyết mà rất to luôn, cái loại mà to mà bán mắc tiền nhất, gọi là sò huyết gì? Dạ sò huyết bự. Nói chung là cái đáp án vừa rồi của em ban tổ chức không có công nhận nên thua rồi. Wow. Đáp án là Michael. Michael. Oh. Yes, yes, yes. Cô là có trong từ điển liên quan nha mọi người. Chữ cô là bự đó. Bây giờ đọc câu hỏi nha. Ca sĩ Mira Trầm cùng các ca sĩ khác thích la cà để làm gì? Đố tên chương trình truyền hình. La cà hát ca. Chính xác. Em ơi, cái này á, câu hỏi này là thử thách dành cho em và cả chị nữa. Nani? Xa với tay lên xà nhà, lấy cọng xả xuống, xả sạch. Nấu nước mắt uống xả stress. Hỏi câu trên có bao nhiêu chữ S? Chữ S hay là chữ X? Xa. Xa với tay lên sàn nhà. Xa nhà với sàn nhà làm sao với tay? Xa, xa với tay lên trần nhà. Không, hồi nãy anh Giang đọc 2 lần, bây giờ chị sẽ đọc 1 lần nữa cho em thôi nha. Hãy lắng nghe nha. Xa với tay lên xà nhà, lấy cọng xả xuống, xả sạch. Nấu nước mắt uống xả stress. Hỏi câu trên có bao nhiêu chữ dạ, S? Có 2 2 chữ thôi. Sai. Đáp án là 6. Em đọc cái chữ stress thôi là bao nhiêu chữ S rồi. Anh bị cái khúc này đúng không? Đó, đó là lòng đồng hồ. Hay tìm đồng minh quá vậy. Rồi, câu hỏi tiếp. Tiệm tạp phô là tên gọi dân gian của cửa hàng bán gì? Tiệm tạp hóa. Chính xác. Wow. Trời ơi, mấy cái này có với miền Tây mà. Miền Tây thì cộng đồng người Hoa cũng rất là nhiều. Trong lời bài hát à lôi, rapper W2T biết chơi loại nhạc cụ gì? Biết gảy guitar. Chính xác. Bánh gì vừa ăn vừa ngó trước ngó sau? Đố chữ. Bánh gì vừa ăn vừa ngó trước ngó sau? Đúng rồi, bánh gì đây? Bánh gì vừa... bánh lái. Hay, cũng hay chứ bộ.
Rồi, không chính xác. Đáp án là bánh canh. À, bánh canh. Ờ. Lượt đầu tiên là thấy là hấp dẫn rồi đó. Kính thưa quý vị, như vậy là Long, Nón Lá đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu. Như vậy là lượt đầu tiên hai đội đang hòa nhau, tỷ số là 1-1. Bây giờ lượt thứ hai, Jung Su. Hai. Và An hả? Chị An luôn. Dạ. Hòa Mỹ An, xin mời. Ok chưa? Ok rồi à. Thôi, ưu tiên thích lên trước hay là vô trong phòng ăn cơm? Em sẽ đi trước nhé. Đi trước à? Rồi, xin mời lên. Dạ vâng. Rồi, bé ăn vô. Để gọi là thuận lợi cho việc bé nghe hoặc là dịch thì Harry đọc tốt hơn anh đúng không? Dạ Harry. Harry, xin mời. Có gì dịch qua tiếng Hàn dễ. Dạ. Trời ơi, 82 kiếp của chúng ta đã tới rồi. Câu hỏi cũng khó nhưng mà vẫn đỡ hơn những cái bộ câu hỏi khác. À thôi đã, đúng rồi. Quá. Kính thưa quý vị, cô gái Hàn Quốc Jung Ju đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ: báo gì từ cô dâu chú rể? Cô dâu chú rể bà thì bảo hỉ. Chính xác. Cái báo đám cưới đúng không? Đúng rồi, wow. Gửi hẹp đó, gửi hẹp. Rồi, tiếp tục nha. Liệt kê 3 món bánh mà trong tên có nhắc đến con vật ở dưới nước. 3 món á, tô ăn á. Hàn Quốc có, thì, Hàn Quốc có luôn. Thì bánh canh cua. Bánh canh cua nè, đúng rồi, được, có nè. Bánh Hàn Quốc có bánh đó. Bánh cá. Đúng rồi. Một cái nữa chị tôi. Đúng rồi, một cái nữa. Bánh cá. Rồi, thêm cái nữa. Bánh tôm. Đúng, chính xác. Đúng. Rồi, nghệ sĩ Trường Giang đã nói đến nơi nào khiến Long, Nón Lá nhớ về những kỷ niệm cũ? Đố tên bài hát. Tên bài hát hả? Đúng rồi. Em không biết. À, khó rồi. Vậy phải trả lời một cái gì đó. Quá mình em được không? Phải của em. Ok. Rồi, không chính xác. Không sao. Rồi, đáp án là gì? Hành lang cũ. Đúng rồi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Điện gì sinh ra liền bị coi là đã chết? Điện đã chết là... Điện... Cái này là từ Hán Việt á. Điện... Điện tử. Chính xác. Wow, giỏi quá. Ê, giỏi á. Quê. Rồi lại là đố chữ nha. Hay à. Điện gì biết rung động khi yêu? Em biết thôi, cái này là phùng phúng phùng phong pi. Đúng không chị? Đúng rồi, đã, nó đã, đúng rồi. Không biết cái điện. Điện... Cái này là cái gì, cái này là cái gì? Điện chạy tiên. Bỏ cái chữ ở giữa đi. Điện. Đúng rồi. Chính xác. Rồi, tiếp tục nha. Kể ba loại vật mà trong tên có từ lấy. Con vật của con vật, con vật là không làm côn trùng được à? Côn trùng được không ạ? Được. Bướm bướm. Chính xác. Bướm rồi. Chôm chôm. Đúng rồi, chôm chôm, đúng rồi. Cái gì chôm chôm? Câu câu. Gâu gâu. Câu câu. Câu câu. Chính xác. Yeah. Giỏi à. Rồi, tiếp tục nha, đố chữ. Em tôi buồn ngủ, buồn nghe, buồn ăn cơm nếp, cháo kê, thịt gà. Vậy em tôi trong câu ca dao trên buồn rầu chuyện gì? Chuyện gì? 무슨 일이 일어나요? 무슨 일 때문에 슬프냐고요? Hai đứa nói gì vậy? Làm sao em biết được? Em tôi buồn ngủ. Hàn Quốc có rồi vậy? Em tôi buồn ngủ. Thôi ra à. Nè. Buồn nghe. Buồn nghe. Ờ, 아무것도 없어. 아무것도 없어요. 그리고 buồn ăn cơm nếp.
짧게듣자밥밥그닭고기예그러니까심심해서밥심심해서밥먹었어요예그러니까이여자는슬픈일이있나요아마그까만팡진짜뭐와냐고여기여기여기내용이야야야뭐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 야em tôi buồn ngủ, buồn nghe, buồn ăn cơm nếp, cháo kê, thịt gà. Vậy em tôi trong câu ca dao trên buồn rầu chuyện gì? Không buồn đâu. Không buồn rầu. Đúng rồi, không có buồn gì đâu. Chính xác. Đúng rồi. Là muốn đi ngủ thôi. Tiếp tục nha. Đố chữ phiên âm tiếng Anh. Ông vua nào sống ở trong rừng và hay được đi đóng phim? Ông vua là King và King và King Kong. Chính xác. Đúng rồi. Ôi ôi ôi. Sau đây là đố câu thả thính. Em có biết thả thính không? Dạ em không biết ạ. Thả thính là buông lời treo ghẹo á, em nói vậy tiếng Hàn á. 그거 이렇게 남자여자 꼬실 때 하는 그런 작업 멘트들을 얘기하는 거예요. 예. 아, 진짜? Vì sao Tuấn nói với Mai rằng khi đi câu Tuấn chỉ thích tìm cá gần bờ? Tức là gì nè? Tuấn nói với Mai là hai bạn đó đừng quan tâm tên gì ha, là hỏi là ủa tại sao bạn cứ hay đi tìm cá gần bờ? Tìm cá gần bờ, đây là một câu thả thính. Cái này là một câu nói lái của người Việt Nam, biết không? Dạ, tìm không. Cá gần bờ, mình đảo ngược cái chủ âm và phụ âm lại. Gớ. Close. Con. Grandma. 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 Drama. Grandmother. Con bà nội. Con bà nội, đúng rồi. Bà bé nói là câu thả thính. Tìm cá gần bờ, bé dịch lại là tìm cớ gần bà nội. Xuất sắc. Do My ra trần chỉ. Hơi bất ngờ. À, giỏi hơn chị Xin rất nhiều. À, giỏi quá. Kiến thưa cái gì, như vậy là Dân Chu đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Nhưng mà chị Harry, không bên nhìn. Chị ôm em được không? Ok, ok. Em hi. Hi. It's good. Thank you. You're welcome. Ah. It's a good. It's a for cùi bắp. Chú chú, nói đi, cùi bắp. Cùi bắp. Đúng rồi. Quá tuyệt vời. Ủa? Chúng ta gặp lại Hoàng Mỹ An. Trời ơi, thấy bạn có 5 câu là áp lực đấy. Don't worry about that. Oh, yeah. It's okay, everything. Everything will be okay. Okay. Lần ghi nóng. Đây, những câu hỏi dễ lắm, quá dễ luôn á. Và bây giờ là 2 phút dành cho Hoàng Mỹ An nhìn như chớp. Đây là một câu đố chữ rất dễ hiểu. À, báo gì từ cô dâu chú rể? Báo hỷ. Lên. Liệt kê 3 món bánh mà trong tên có nhắc đến con vật ở dưới nước. Bánh gì? Bánh còn dưới nước có con gì? Bánh cá. 1. Bánh con cua. Bánh cua. Bánh cua. Kế bên cua là con gì? Bánh tôm. Yeah, lên. Nghệ sĩ Trường Giang đã nói đến nơi nào mà khiến Long Nón Lá nhớ về những kỷ niệm cũ, là tên bài hát của Long Nón Lá sáng tác và hát luôn. Đây là một cái tên bài hát mà đã từng biết với nhau ở trong một chương trình khác. Cái bài này, phải biết mới được. Bài này không biết là không biết đâu. Mình nói đại đi, mình kiếm cái câu khác. Thôi đại đi chị ạ, đại đi mình sang câu khác. Xong Cửu Long rồi, không chính xác. Nói đại để mình kiếm câu khác. Rồi. Sorry. Dễ lắm. Đây là câu đố chữ. Điện gì sinh ra bị coi là đã chết? Điện gì sinh ra coi là đã chết? Sinh tử. À, thì điện gì mà đã chết? Điện tử. Lên.
Trời ơi. Điện gì biết rung động khi yêu? Rung động khi yêu. Phải đo gì? Thường thường đưa vào. Điện tâm đồ. Điện tâm đồ cũng là, nó cũng là tên đó, mà chính xác là điện. Điện tim. Điện tim đồ, điện tim, điện tâm đồ, lên. Kể ba loài vật mà trong tên có từ lấy. Con vật nào? Con gì cũng được. Con le le. Một. Con thằng lằn. Hai. Chuồn chuồn. Ba. Hãy nghe cho kỹ câu đố sau đây, rất đơn giản. Em tôi buồn ngủ buồn nghe, buồn ăn cơm nếp cháo ke thịt gà. Vậy em tôi trong câu ca dao trên là buồn bã vì chuyện gì? Buồn. Buồn ngủ buồn nghe. Vậy thì câu hỏi chương trình là buồn bã vì chuyện gì? Không, không có đau khổ về chuyện gì hết. Tại vì đó buồn ngủ. Lên. Đây là đối chữ phiên âm tiếng Anh. Ông vua nào sống ở trong rừng và hay được đi đóng phim? Oh, King Kong. Lên. Yeah. Hoàng Mỹ An. Hoàng Mỹ An. Đây là một câu thả thính. Thả thính là chơi chữ ở trên mạng á. Vì sao Tuấn nói với Mai rằng khi đi câu cá, Tuấn chỉ thích tìm cá gần bờ? Bạn nam nói với bạn nữ rằng là chỉ thích tìm cá gần bờ. Gần nhau. Gần gần nhau. Tìm cá, cá gần bờ là cớ. Cớ gần bà. Lên. Bạn hai làm nghe được hết giờ. Như vậy là Hoàng Mỹ An mang về 6 đáp án liên tiếp chính xác, chúc mừng. Cảm ơn mọi người. Trời ơi, có tay lạnh ngắt vậy. Hồi hộp lắm. Như vậy là hiện tại là đội mình đang bị dẫn trước với tỷ số là 2-1. Bây giờ chúng ta còn một lượt thứ ba nữa. Nếu bây giờ mình là 2-2 thì mình còn nữa. Còn mà mình chưa luôn thì chưa, chưa. Cô là Hương và Mira Trần. Thôi. Rồi, xin hỏi ai là người lên trước ạ? Em run quá, thôi cho em lên trước đi. Thôi được rồi, chị nhường. Dạ, cảm ơn chị. Xin mời. Lên. Vào. 2 phút dành cho Mira Trần. Bắt đầu. Bạn Hằng thức cả đêm để học toán thì gọi là gì? Bạn Hằng thức cả đêm để học toán hả? Dạ, Hằng đẳng thức. Lên. Hằng học toán nhưng không thức cả đêm thì gọi là gì? Là Hằng Hằng học toán nhưng không thức cả đêm. Cũng y chang vậy đó, thêm chưa thôi. Hằng Hằng số à? Không, chính xác. Tại sao anh? Đó chỉ là Hằng bất đẳng thức thôi. Có Hằng đẳng thức và Hằng bất đẳng thức. Tiếp theo, câu này quá dễ. Dạ. Bà nội chỉ thích quanh quẩn ở nhà gọi là gì? Bà nội chỉ thích quanh quẩn ở nhà. Bà nội trợ ạ. Đây là câu đố chữ, phải liên quan tới câu đó. Bà nội... Trời mưa bà nội không ra ngoài, bà nội chỉ ở trong nhà thôi. Trời mưa, bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng. Trời mưa, bà nội không đi đâu cả, chỉ ở trong nhà thôi. Thì... À, bà nội trú. Nội trú. Nội trú là... Dạ, nội. Đây, câu này dễ. Được bà nội yêu quý thì gọi là gì? Dạ, nội... Được bà nội yêu quý hả? Nội... Nội thương. Lên. Phong và Phương là hai anh em. Phong thì thích ăn đồ nướng. Phương thích ăn đồ gì? Phong thích ăn đồ nướng. Phương... Phong thích ăn đồ nướng. Phương thích ăn đồ nóng hả? Lên. Hoa là bạn tên Hoa, mang thai nên thèm ăn da heo gọi là gì? Thạng dâu. Có bầu mà thèm ăn da à? Vô lý thế. Cái này là gì? Dạ, thai, bầu,
da thì gọi là skin. Dạ thì ăn cơm tắm bao giờ chưa? Dạ. Ăn cơm tắm bao giờ chưa? Dạ ăn cơm tắm rồi. Bì bì bầu bầu bì lên. Đây là đối tên bài hát. Dạ. Ca sĩ Lưu Hoàng không thể yêu ai. Là người yêu của nhau thì không, là bạn thân của nhau chắc chắc anh không cần. Mình là gì của nhau ạ? À? À, thực ra là có một bài khác nữa, đừng để bị đánh lừa. Đó, thấy tin nhắn không? Tức là người Hàn Quốc không yêu được, người Hàn Quốc không yêu không được. Không yêu được một người chị. Đáp án là bạn không thể yêu. Lên. Wow. Bạn tên là Bông. Vì sao Bông đi ăn chè đậu mà bị đau? Đau. Bạn Bông đi ăn chè đậu mà bị đau đầu. Không chính xác. Ồ, tại sao? Đi ăn chè đậu. Đi ăn chè đậu bị chậu đè. Trời ơi. Quá khủng khiếp. Lên đây mới thấy sự khác biệt. Tay em lạnh hết rồi anh. Thưa quý vị, Mira Trần mang về 5 đáp án liên tiếp chính xác. Còn số 5 cũng là không hề hết đâu. Chúng ta gặp gỡ lại Ngô Lan Hương. Năm. Áp lực quá anh. Không bị áp lực dễ mà. Đi ăn chè bao giờ chưa? Đi ăn chè nhiều chứ ạ. Niềm đau. Chưa biết là có tới chỗ chè hay không rồi. Giờ em sẵn sàng chưa? Dạ. Ok. Ngô Lan Hương đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Tố chữ Hằng thức cả đêm để học toán gọi là gì? Hằng đằng thức. Yeah. Nói gì không? Lại là Hằng. Hằng học toán nhưng không thức cả đêm gọi là gì? Hằng học toán nhưng không thức cả đêm ạ. À. Đúng rồi. Nga nào? Hằng học toán nhưng không thức cả đêm. Hằng không đằng thức không cái gì? Nó cũng vậy thôi nhưng mà là không có không thức. Câu đầu tiên là Hằng đằng thức. Câu tiếp theo là Hằng bất đằng thức. Chính xác. Đố chữ. Bà nội chỉ thích quanh quẩn ở nhà gọi là gì? Bà nội trời mưa. Bà nội trời mưa. Không ra ngoài. Không ra ngoài. Nội trời mưa không ra ngoài. Con bị đau nách hả con? Nội trời mưa cái gì được nhở? Mà sao lại không ra ngoài thì cần cái gì? Cần cái gì đâu? Không cần cái gì cả. Ghép vô thôi chứ cần cái gì đâu. Nội... Chóp đi hết giờ rồi. Nội chú. Đáp án là nội chú. Chính xác. Rồi. Được bà nội yêu quý gọi là gì? Được bà nội yêu quý ạ. Yêu nội. Yêu nội. Nội thương. Chính xác. Phong và Phương là hai anh em. Phong thì thích ăn đồ nướng. Vậy Phương thích ăn gì? Phong và Phương à, câu này đố gì ạ? Đố chữ. Đố chữ. Phong thích ăn đồ nướng. À, Phong thích ăn đồ nướng. Phương thích ăn đồ gì? Phong thích ăn đồ nướng. Phương thích ăn đồ nóng. Đúng rồi. Ngô Lan Hương. Đây nè, cái câu này nó quan tính quyết định. Tôi sẽ đứng canh hai đứa này. Rồi, đố chữ nha. Khoa mang thai nên thèm ăn da heo gọi là gì? Thì gọi là... Thì ăn cơm tắm sườn bì bây giờ chưa? Mang thai. Mang thai. Okay, okay. Không có nghe. Nó mang thai là chửa. Đó. Có chửa. Phân tích đi, đúng rồi, phân tích đi. Là chửa. Ờ, chửa. Chửa rồi sao? Mà lại thèm chửa da. Chửa chả xương. Đó, có chửa còn gọi là có gì? Mang thai là bầu. Mà lại da. Ờ. À, bà dâu. Bà dâu. Là cái gì không? Chả vô, thật là vô nghĩa. Quá là vô lý rồi. Bầu da dầu bạ hả? Hồi nãy bên đây nhắc mà không nghe hả? Da bầu dâu ba dầu
Rồi hết giờ kìa. Bà bầu mà heo, da heo mà chỉ là da thôi, không cần phải da heo đúng không? Bầu da ba dầu ba dầu ba. Hết giờ. Hết giờ. Người ta nói là hả, ôi ơi, nhỏ này bầu á mà nó đi tung tăng quá. Da gọi là gì? Mới nhắc da sao? Là da gọi là gì ạ? Bì. Bì à? Bầu bì. Bầu bì. Ôi trời đất ơi. Kính thưa quý vị, Ngô Lan Hương đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Như vậy là thưa quý vị thân mến, sau 3 lượt chơi, chúng ta có 2 lượt hòa và 1 lượt thắng. Thì đội của mình vẫn đang là 1 và đội mình chưa thắng. Chúng ta vẫn còn 1 lượt nữa. Nếu lượt này đội mình thắng thì là hòa. Đội mình hòa chắc chắn thua. Bắt buộc phải thắng, hãy chọn hai người, không phải là hai người vừa rồi. Long nhá. Hả? Được, được. Mỹ hả? Tin em. Hay là gia đình đó. Rồi, được. Okay. Lưu Hoàng và Long Nón Lá. Nón lá đúng không? Anh nón bảo hiểm. Rồi, Long Nón Lá với lại Long bảo hiểm sao? Ngân đi trước. Đồng ý không ạ? Ok, đồng ý. Lên. Hai phút dành cho Long Nón Lá. Đây là đối với thành ngữ thay gì đổi gì không ai thích, nhất là các cặp đôi yêu nhau. Thay lòng đổi dạ. Lên. Đây là đối chữ lành thích ngắm san hô dưới đáy biển thì gọi là gì? Lành thích ngắm san hô dưới đáy biển. Lành. Lành lặng, lành lặng. Lành lặng lên. Linh hay khiếu nại gọi là gì? Là linh tinh. Linh tinh. À... linh tinh. Rồi gì nữa? Liệt kê đi một loạt linh đi. Linh tinh, linh tính. Linh tính, linh tinh. À, linh động. Ừ. Linh 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 hay khiếu nại linh gì rồi? Linh khiếu nại linh. Dạ hơi linh mét. Linh mét, không chính xác. Ai biết? 2, 3. Linh kiện. Linh kiện. Trời ơi. Vậy mà. Vậy mà không trả lời được. Linh thích nuôi mèo gọi là gì? Linh hoài. À không thích chị Linh hả? Dạ thích. Trả lời hết cho này đọc chữ thác. Linh Linh thích nuôi mèo là linh thú. Linh thú. Mới nói linh thú. Linh miêu, linh miêu. Linh miêu lên. Rồi. Bây giờ không thích chữ Linh đúng không? Dạ thích lắm. Rồi chú chuyển qua chữ Thảo nha. À, thích chữ Linh mà. Thảo ở trên cao gọi là gì? Thảo Nguyên. Đúng rồi. Thảo Nguyên mà đọc ngược lại là gì? Mày có điểm không? Câu tiếp theo. Linh hay nói nhảm gọi là gì? Linh ta linh tinh. Lên. Những nàng quát là cụm từ dùng để nói về ai? Quá dễ. Những nàng quát á. Những nàng quát. Mấy người hay đi xem thể thao á. À thôi cầu thủ đi chú. Không chính xác. Những nàng quát là nói về vợ hoặc là người yêu của mấy cầu thủ nổi tiếng á. Na rất thích ăn mặc giống người khác gọi là gì? Chữ gì? Na thích ăn mặc giống người ta. Na thích ăn mặc giống người ta. Đúng rồi. Na gì trời? Chết rồi. Na thích ăn mặc giống người ta sau và đội mình chọn sai người đó. À... có bài hát hát về bé Na luôn á. Na 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 na. Anh chàng đẹp trai. Trả lời. Na na. Không chính xác. Na na. Trời ơi Na na. Trời. Sai cái dấu sắc rồi đấy. Trời ơi. Con của cha mẹ mình sinh ra nhưng không phải anh, chị, em ruột với mình. Hỏi người đó là ai? Gì kỳ trời? Coi đâu kỳ? Kỳ quá hả? Coi đâu kỳ? Ba mẹ mình... Ba mẹ em đẻ ra mà. Thì đó. Ba mẹ em đẻ ra sao không phải anh đem mình được? Thì đó. Có thể loại người như vậy. Trời. Người đó là ai? Là... Ai mà không trả lời? Là mình. Lên. Câu này là đố nè. Vừa là thích mà vừa thông minh về câu từ chữ nghĩa nè.
vì sao bạn Minh nói với bạn Thư là anh ước gì mình làm miếng thịt heo, còn em là làn khói. À, ước gì mình hòa tan cùng nhau. Anh làm miếng thịt heo, còn em là làn khói. Mình hòa quyện vào nhau. Thì anh là miếng thịt heo, em là làn khói. Bởi vì anh muốn hung em, heo hung khói. Trời ơi, cái này hay quá, để con lấy điện thoại note lại. Như vậy là Lông Nón Lá mang về 2 đáp án liên tiếp mà thôi. Thưa quý vị thân mến, Lông Nón Lá chỉ mang về 2 đáp án liên tiếp chính xác mà thôi. Cơ hội để Lưu Hoàng mang về 3 đáp án là lật ngược thế cờ, tỷ số hòa. Ồ, quá tuyệt vời, xin mời. Kiếp nạn thứ 83 bắt đầu. Lên. Bình tĩnh thôi anh ơi, nhẹ nhàng thôi. Cố lên Lưu ơi. Kính thưa quý vị, Lưu Hoàng đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu, Đỗ Thanh Ngữ. Thay gì đổi gì không ai thích, nhất là các cặp đôi đang yêu nhau. Những cặp đôi đang yêu nhau à? Thành ngữ nha. Thành ngữ. Nhất là các cặp đôi đang yêu nhau. Thay lòng đổi dạ. Chính xác. Thay lòng đổi dạ. Đố tử nha. Lành. Thích ngắm san hô dưới đáy biển thì gọi là gì? Lành. Đúng rồi. Thích ngắm san hô dưới đáy biển. Đúng rồi. Đố tử. À, lành thích ngắm san hô dưới đáy biển. San hô dưới đáy biển là ở sâu. Sâu thì là phải lặn. Lặn. Chính xác. Đó. Lặn. Bây giờ chỉ cần một câu nữa đúng thôi là tỷ số về như ban đầu. Cố lên. Linh hay khiếu nại gọi là gì? Đố chữ. Trời ơi, quá dễ luôn. Linh hay khiếu nại, em cũng hay khiếu nại lắm. Em khiếu nại là cãi nè. À, cái khiếu nại kiện. Linh kiện. Yeah. Wow. Cái này. Trời ơi. Tiếp tục. Đố chữ. Linh thích nuôi mèo gọi là gì? Quá dễ. À, mèo là cat. Là Hello Kitty. Linh Miu. Chính xác. Linh hay nói nhảm gọi là gì? Linh hay nói nhảm hả? 4 chữ. Linh hay nói nhảm. Nói nhảm là nói tùm lum. Nói tùm lum á. Nói tùm lum. Linh ta linh tinh. Chính xác. Những nàng quá. WAG là cụm từ dùng để nói về ai? Mấy nàng quáp á em, nàng quáp đi coi thể thao á. Mấy nàng quáp đúng không? Những quý phu nhân bên cạnh của những siêu cầu thủ. Chính xác. Chính xác. Yeah. Ừ vậy anh ơi. Na rất thích ăn mặc giống người khác gọi là gì? Na rất thích quá. Mặc giống người khác. Na rất thích mặc giống người khác hả? Na là bạn, tại tôi là Na. Na nè. Chính xác. Rồi hết giờ. Hết giờ. Kính thưa quý vị, như vậy là Lưu Hoàng đã đúng đáp án liên tiếp 7 câu. Ê giỏi. Trời ơi. Em nghĩ là em có duyên với chị Harry. Úi chà. Wow. Ôi, giỏi. Quá giỏi. Bây giờ tỷ số hiện tại huề nhau như những phút ban đầu. Bây giờ hãy đại diện một người lên để trả lời một câu duy nhất để phân thắng bại, bước vào vòng đặc biệt. Ai cũng được, kể cả người Hàn Quốc. Em hả? Rồi, Mỹ Thanh Trần và Ngô Anh Hương. Ngã lên chị ơi, ngã lên. Em tin chị. Mời đứng vào. Thử. Bẹp. Rồi, sau đây thưa quý vị thân mến, MC sẽ đọc một câu hỏi. Và sau khi MC nói bắt đầu, ví dụ 1 cộng 1 bằng 2, bắt đầu. Ai nhanh tay hơn giành quyền đập vào cái trụ này thì được quyền trả lời trước. Trả lời trước không chính xác, người sau có quyền trả lời. Nếu chính xác, chiến thắng. Một câu duy nhất. Câu hỏi của chúng tôi để tìm ra rồi chiến thắng, bước vào vòng đặc biệt như sau. Phương đưa ra ý kiến để tìm cách giải quyết vấn đề gọi là gì? Bắt đầu. Phương án
Chính xác. Wow. 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 Xin lỗi gia đình. Wow. It's okay. Trời là trời. Đặt mà khủng khiếp luôn, có tiếng bạc. Đúng là nhanh như chớp. Nói gì nữa, đội mình bước vào vòng đặc biệt. Qua wow, trời, vỗ tay nồng nhiệt. Thưa quý vị, là từ đầu cho đến bây giờ là luôn bị dẫn trước, luôn tìm cách bám theo người ta, và đến cuối cùng khi cần thắng, một cú chờ gián phương án là hạ gục đối thủ. Không khí bất động. Dạ. Bất động, em còn chưa kịp nghĩ cái gì hết. Trông chú. Dạ. Chuyện gì đã xảy ra? Miran nhanh như chớp. Nói chứ, cuộc chơi mà phải có người thắng và người thua. Thua nhưng mà cũng có món quà. 15 triệu đồng, xin chúc mừng. Và bây giờ còn nói gì nữa, đội thắng nhanh như chớp mời bước vào vòng đặc biệt mang về 60 triệu đồng. Quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị thân mến, kính thưa các người chơi thân mến, đây là vòng đặc biệt, chúng ta chỉ có 60 giây mà thôi. Trong vòng 60 giây đó, chúng ta sẽ mang về 20 đáp án chính xác chương trình yêu cầu. Nếu đúng thời gian, đúng kết quả, chúng ta được mang về phần thưởng là 60 triệu đồng. À, đó chính xác. Lượt chơi là bắt đầu từ Lưu Hoàng, và mỗi người sẽ có cách chơi bằng việc là đập tay vào cái trụ là trả lời, không được dành cái lượt, có thể nhắc nhau thoải mái. Yeah. Trong vòng 60 giây mang về cho chúng tôi 20 đáp án, đó chính là 20 loại áo thường mặc mỗi ngày. Áo ba lỗ. Đúng rồi. Nhắc đi, nhắc. Áo thun. Áo thun. Áo thun. Yeah. Áo len. Áo vest. Áo các loại áo. Áo sơ mi. Áo tay dài. Áo hai dây. Áo nữa. Áo ba lỗ. Có rồi hả? Áo ba lỗ có rồi. Dễ mà. Áo tăng tốp. Áo ba nội. Áo bà nội là áo gì? Áo crop bà nội. Áo crop top. Áo lót. Áo tay ngắn. Ủa, không trả lời gì. Nhìn tôi chi? Áo tay ngắn. Áo ba bà. Áo bà ba. Áo áo dài. Áo dài. Áo xương sáng. Áo thường xá. Áo thường xá. Hết giờ rồi. 60 giây đã trôi qua, các bạn mang về được là con số 10. Đó, mình bị trùng rất là nhiều cho nên chỉ có 10 thôi. Đội mình tuy là không mang về 60 triệu đồng của vòng đặc biệt, nhưng mà mình đã có một cái vé vào vòng trong để đấu với những đội khác. Và ngày hôm nay chúng ta có một món quà nho nhỏ của chương trình, đó là 18 triệu đồng tiền thưởng. Cảm ơn các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tiếng Hàn nói sao? Tháng mê tu man nèo. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Nhanh Như Chớp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy trên HTV7. Cũng xin cảm ơn siêu thị, điện máy, nội thất Chợ Lớn đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn tuần sau với chương trình Nhanh Như Chớp.